Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Chương 5. Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 26. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Đơn vị cấp cơ sở. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 27. Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 28. Tên giao dịch quốc tế. Tên giao dịch quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam là Việt Nam Coast Guard. Điều 29. Màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tàu thuyền, máy bay và các phương tiện khác của Cảnh sát biển Việt Nam có màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết riêng. Khi làm nhiệm vụ, tàu thuyền phải treo quốc kỳ Việt Nam và cờ hiệu Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 30. Con dấu của Cảnh sát biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng con dấu có hình quốc huy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều 31. Trang phục của Cảnh sát biển Việt Nam. Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của chính phủ. Chương 6. Bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 32. Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở, công trình cho hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Nhà nước ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 33. Trang bị của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị tàu thuyền, máy bay và phương tiện khác, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều này. Điều 34. Cấp bậc, quân hàm, chức vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách và quyền lợi của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phong, thăng, giáng, tước, cấp bậc, quân hàm, nâng lương, hạ bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, chế độ phục vụ, thôi phục vụ, chế độ chính sách, quyền lợi và các quy định khác đối với cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân, viên chức, quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam khi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của chính phủ. Điều 35. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất, chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều này. Điều 36. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khuyến khích phát triển tài năng để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam. Chương 7. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 37. Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Tổ chức chỉ đạo hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 3. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. 4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 6. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 7. Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 38. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức, quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 39. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp.
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tạo điều kiện cho Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng quỹ đất tại địa phương để xây dựng trụ sở đóng quân, trú đậu tàu thuyền, kho tàng, bến bãi, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Điều 40. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, giám sát đối với hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Chương 8. Điều khoản thi hành. Điều 41. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. 2. Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 trên sóng của Đài Nẵng TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.